Xuất thân là một kiến trúc sư người Tây Ban Nha, nhưng khi đến Việt Nam, Diego Cortizat đã phải lòng chiếc áo dài, những chất liệu thuần Việt cũng như kỹ thuật thêu tay thủ công. Anh cùng vợ quyết định xây dựng thương hiệu thời trang tại đây. Và hơn 10 năm qua, anh không chỉ là cái tên quen thuộc trong các sự kiện thời trang Việt Nam lớn nhất trong năm, mà còn đại diện thương hiệu thời trang Việt trình diễn ở nhiều nước trên thế giới. Phong cách của anh thể hiện rõ nét trong thiết kế không gian sống và làm việc của mình. Sự pha trộn những gam màu tươi sáng, phóng khoáng, kết hợp hài hòa những biểu tượng Việt Nam với âm hưởng Latin của Tây Ban Nha. Sắc màu thời đại tuần này sẽ đến thăm ngôi nhà vốn là nơi ở của gia đình Diego, nhưng đã được anh thay đổi thành nơi làm việc, một không gian giao lưu văn hóa nghệ thuật. Hãy cùng trải nghiệm không gian của thiết kế và màu sắc này ngay bây giờ nhé! Xin chào anh. Oh, chào Sơn. Mọi việc vẫn ổn chứ? Rất vui được chào đón bạn. Anh biết chơi guitar à? Vâng, tôi thường hay chơi bản nhạc do mình sáng tác. Thực ra thì từ 12 năm trước, chúng tôi đã đến và yêu ngôi nhà này. Chúng tôi quyết định xây dựng thương hiệu ở đây. Sau đó chúng tôi đã trang trí lại, vẽ những bức tranh tường, chế tạo những đồ dùng nội thất. Và rồi chúng tôi đã tạo nên sự kết nối giữa Tây Ban Nha, quê hương tôi và Việt Nam, ngôi nhà thứ hai của chúng tôi. Wow, có thể nói là kết hợp giữa văn hóa Tây Ban Nha và Việt Nam thì không dễ chút nào. Anh đã làm như thế nào ạ? Việt Nam là đất nước có nhiều sản phẩm thủ công đẹp. Ban đầu, chúng tôi đã thấy khá nhiều thứ hay ho trên đường phố và đã cố tận dụng những thứ tìm được ở đấy, như là những chiếc quạt, chiếc rổ cũ. Bạn biết đấy, chúng tôi là thương hiệu thời trang mà. Đôi khi có những tấm vải, vật liệu không cần dùng đến, chúng tôi sẽ tái chế chúng, may chúng thành những chiếc gối hoặc cắt ra thành từng mảnh với kích cỡ khác nhau để trang trí ngôi nhà này. Ban đầu chúng tôi đã ấp ủ ý tưởng cho mọi người thấy những gì mà chúng tôi đã chứng kiến trên đường phố Việt Nam, trong cả những chuyến đi đến Vịnh Hạ Long, Hội An, và có thứ gì thể hiện tốt hơn một bức tranh tường chứ? Chúng tôi đã lên danh sách các biểu tượng để có thể kể những câu chuyện về ngôi nhà này. Đây cũng coi như một cách để bày tỏ sự tôn trọng của chúng tôi đối với nền văn hóa của các bạn. Có một điều thú vị là nhiều người lần đầu đến đây, người châu Âu đều bảo, ôi bức tranh này trông đậm chất Việt Nam. Nhưng người Việt đến lại bảo, ôi trông bức tranh mang đậm phong cách Tây Ban Nha. Tôi thực sự vui vì điều đó. Tôi cũng rất thích không gian mở ở đây, có sự kết nối trong nhà và ngoài sân. Và ngay bây giờ, tôi sẽ giới thiệu cho bạn về căn phòng này. Đây là yếu tố vô cùng đặc biệt khi đến với ngôi nhà này, một biểu tượng lớn về văn hóa Việt Nam. Những bộ quần áo, những biểu tượng, những câu chuyện về Việt Nam. Đây là cách chúng tôi thể hiện tình yêu Việt Nam. Vâng, và giờ tôi sẽ giới thiệu với anh một khu vườn, một góc khác của ngôi nhà này. Ở cuối của căn nhà Chula là sự kết hợp văn hóa và thiết kế. Bạn có thể thấy tất cả những bức vẽ đều được chúng tôi sử dụng những màu tươi sáng. Màu đỏ là màu rất Việt Nam. Màu xanh đậm kia là biểu tượng của bầu trời ở Tây Ban Nha. Tôi rất ấn tượng với không gian này. Tại sao anh lại chọn một lối đi thông ra vườn như thế này? Bạn thấy đấy, nó nối toàn bộ lối đi khu vườn và trên tường sẽ có những bức tranh, dòng chữ kể những câu chuyện về thương hiệu thời trang của chúng tôi. Chúng tôi ra đời, hoạt động trên thế giới như thế nào? Tiếp theo, tôi sẽ dẫn anh đến phòng thiết kế. Anh biết đấy,
Chủ đề của nơi đây là sự yên bình. Chúng tôi chỉ giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ ký hiệu. Đa phần nhân viên của tôi là khiếm thính. Đó là một cái duyên. Tôi thấy họ khó có khả năng để tìm một công việc, nhưng lại là những con người sáng tạo và giữa họ tạo thành nhóm làm việc bền chặt. Ban đầu khi đến Việt Nam, tôi cũng gặp rắc rối về giao tiếp. Chúng tôi giống nhau thôi, nhưng dần dần bắt đầu gần nhau hơn. Chúng tôi cũng hiểu được ngôn ngữ của họ và hiểu được làm sao họ vượt qua được những trở ngại trong cuộc sống. Tôi rất cảm ơn anh vì những gì anh đã làm cho họ. Chúng ta đang tiến đến phòng trưng bày. Đây là căn phòng kết thúc hành trình, cho mọi người thấy quá trình làm ra sản phẩm, từ cắt may, in họa tiết, may vá và cuối cùng là đến phòng trưng bày. Cách trang trí của căn phòng này rất Việt Nam, như là ngôi nhà này được trang trí và tô màu theo phong cách miền Bắc. Rất cảm ơn anh về trải nghiệm vô cùng thú vị ngày hôm nay. Và tôi có câu hỏi này dành cho anh. Đấy là làm sao anh có thể thay đổi từ nơi ở của gia đình thành không gian làm việc chung như thế này? Sự thật là chúng tôi đã sống ở chỗ này như một gia đình gần 7 năm rồi. Từng ngày, từng chút một, chúng tôi mở rộng ngôi nhà, cải tiến nhiều hơn, sửa lại những chiếc cửa. Chúng tôi chọn hệ cửa nhỏ và dài để chắn gió mưa, tùy từng lúc có thể mở hoặc đóng. Tôi làm rất nhiều phòng khác nhau. Tất cả các phòng đều nhìn ra được khu vườn. Các phòng ngủ được thay bằng phòng làm việc với kính thoáng đãng và hành lang kết nối các phòng. Thời tiết Hà Nội cũng không thực sự dễ chịu, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên tận hưởng không gian bên ngoài. Chúng tôi tổ chức rất nhiều show thời trang. Những nghệ sĩ đều được chào đón, tổ chức show miễn phí. Và đây trở thành không gian giao lưu kết nối. Ngôi nhà này rất quan trọng với chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm cho nó đẹp hơn, tiếp tục thiết kế nhiều đồ đạc hơn để phù hợp với ngôi nhà. Thay mặt cho chương trình thì tôi xin được tặng anh một món quà lưu niệm. Cảm ơn bạn rất nhiều. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn nhãn hàng Sơn Mai Color đã đồng hành cùng với chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.